Nhiều nông dân trồng dong riềng tại Cao Bằng cho biết, với loại cây trồng này, bà con sản xuất miếng dong và thu lãi mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Với tỉnh miền núi thì đây là con số không hề nhỏ. Nghề trồng dong làm miếng không còn gói gọn trong một huyện, mà nhiều địa phương khác trong tỉnh đều có thu nhập khá từ nghề này. Chẳng hạn như xã Nguyễn Huệ, huyện Nguyên Bình trồng gần 60 hectare dong riềng, sản lượng khoảng 2.000 tấn củ, tập trung nhiều ở các xóm An Lại, Canh Biện. Cả xã có hơn 200 hộ làm nghề sản xuất miếng dong, mỗi hộ thu lãi vài chục triệu đồng mỗi năm. Nhiều hộ lãi từ 100 đến 200 triệu đồng một năm. Dong riềng là một trong những cây trồng thế mạnh của tỉnh Cao Bằng, tập trung nhiều ở các huyện Nguyên Bình, Hòa An, Hà Quảng, với diện tích tập trung khoảng 500 hectare và hàng nghìn hộ dân trồng dong riềng nhỏ lẻ nơi nương rẫy soi bãi.